Vâng, màn AC An của hai game thủ. Vâng, thật là tuyệt vời khi chúng ta được nhìn những cái trận đấu nó mãn nhãn như thế. Vâng, sau trận đấu quá căng thẳng vừa rồi thì Đào Vũ Hồng Chiết đã tạm thời nghe điện thoại để có thể đánh nó hay hơn. Căng. Chuyện này chúng ta bây giờ khác rồi. Thật lòng anh không muốn ai phải bối rối. Giờ tình anh như rồi, như vậy là Chiết đã SS đoàn rồi. Sau vài trận đấu thì anh sẽ có một cuộc điện thoại. Chắc là cuộc điện thoại từ người thân và gia đình và bạn bè động viên cố lên em. Sau đấy sẽ là hỏi thăm ăn cơm trưa rồi người yêu thế nào, tuần mấy lần. Rồi ABC dông dài được khoảng 10 phút rồi chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Khi mà Phan Văn Đoàn đoàn nó phán bớt bị tâm lý. Rồi hai game thủ đều không ENS. Chúng ta lại ngồi chờ. Yes. Yes. Vâng, như vậy là đoàn văn phán đã SS rồi. Yes. Chết cũng ENS và chúng ta đến với trận đấu đầu tiên ở trong thể thức solo cũng là Zidane của cặp đấu này. Trái quả gồm có 6 cây. Lại tạm dừng và tiếp tục điện thoại, một cuộc điện thoại từ người thân. Vâng, bây giờ thì SS rồi. Đánh thôi. Rất nhiều cuộc điện thoại từ người thân đấy game thủ. Và Văn Phán khi mà anh để thua mất ở trong thể thức solo đâm. Vâng, tiếp tục điện thoại, rất tuyệt vời. Anh em thấy không? Tôi biết ngay mà. Người thân là cái chắc. Yes. Yes. Với 1 trên 16 chúng ta cùng xem tên này.
Vâng, tên Lùa Bị Hiêu về với nhân chính. Vợ gọi là tôi nghĩ là đấy. Ui. Vâng, vợ gọi là cũng cũng căng đấy. Phải chăng là vợ đang gọi về? Ông này chơi quá nét mà mọi người. Vâng, vợ tôi chết rồi, vợ bắt về trả bài rồi, tôi bảo. Thế là tôi đoán cuộc gọi đấy, vợ bắt về trả bài, phán bảo là chờ anh tí, cố nốt game. Mà thường thì những đánh đế chế này mà các bạn kiểu bị vội vàng ấy thì kiểu gì. Vâng, bị vội vàng là kiểu dễ hoảng lắm. Vâng, trò chơi chiến thuật mà anh em đánh không bình tĩnh là dễ hoảng. Hai vòi nữa dành cho AC Đan của game thủ Đào Vũ Hồng Chiết. Như vậy là bài của Đào Vũ Hồng Chiết đang rất ngon lành. Vâng, canh đào. Và đây là con voi đầu tiên. Vâng, chỗ này chỉ cần BB thôi là kín rồi. Khu vực này thêm cái. Úi giời. Vâng, bài AC đẹp thế nhở. Quá tuyệt vời. Phía kia 26 dân 14%, không chết dân. Hai S trong trận này. Đào Vũ Hồng Chiết đã có một bài khá đẹp. Lên đời xong. 26 dân. Và đây là chữ BA. Bên M đóng đây à? Chắc thế nhờ. Nếu là tôi đóng BM tôi sẽ đóng ở đây. Và một dãy nghe căn ngang như này, căn thì căn đến đâu thì các bạn căn thôi. Căn căn ngang ra để không bị móc máy. Rất dễ. Anh đóng BM ở đây ạ. Bốn ruộng, năm ruộng, sáu ruộng. Vâng, như vậy căn ngang rất rộng. Phía bên kia hai công nghệ, hai công nghệ lên đời bằng nhau trong trận này. Tất cả đều là không 28 dân của game thủ Đoàn Văn Phán. Đây là BA thứ ba, 6 dân ăn ruộng. Vâng, căn kè không hiểu điều gì yếu thế nhỉ. 40%. 7 ruộng. Hai nông dân ăn hoang. Rồi 4A thôi, không nhiều hơn. Mới có 8 cái ruộng ở thời điểm này. Thêm một ruộng nữa là 9. Bắt ruộng vẽ ruộng. Vâng, lực rất yếu. Vẽ thêm ruộng ra.
Lần đầu tiên chỉ được 4 Lần đầu tiên chỉ được vâng 3 con. Rất dị. Phía bên kia 30 đâu. 31 và 32 dân lên đời cách nhau một tí. Vâng, vợ gọi nhưng anh đánh vẫn đang rất tập trung. 4A đều rồi. Đóng thêm E. Ruộng ra đề huề hơn một chút nữa đi nào. Vâng, đây là tân cung. Tân này vẫn đang đứng yên. 4 đánh 5, mang dần dần vụt luôn. 1-0 dành cho game thủ Phán Văn Đoàn. Có vẻ như vâng, mang tân cung đầu về. Có bị quá không ta? Bốn A bây giờ thì đang là rất đều. Ra khá được nhiều ruộng rồi. Cả hai bên đều là 4 ngôi, 3-4 dân bằng nhau. Tham Lai có một chút đè hơn. Vâng, thực ra là cân. Cảm thấy không mong máy được gì, anh quyết định ở nhà thủ. Trận có 2 nâng cấp chưa? Chưa. Chưa hề nâng cấp. Vâng, vẫn đang đánh ở thế thủ toàn tập. Sáu mươi bốn trên 72 vẫn đang đánh thế thủ. Đã có trận gỗ 2. 40 và 37 dân bắt đầu nhiều dân hơn đối phương. Tham Lai vẫn đang không có nhiều biến hóa. Bài rất đẹp, anh vẫn đang đánh thủ toàn tập trong trận này. Toàn là những vâng, game thủ mà có lối đánh kiểu thủ câu kéo thời gian đánh lâu dài thôi. Vâng, chắc chắn đây là hai game thủ tôi nghĩ là lớn tuổi. Bởi vì thường những game thủ trẻ tuổi thì thường là người ta sẽ sử dụng những thao tác tay nhanh của mình để đấu quân liên tục, chứ không phải là đánh cái kiểu thủ này đâu. Thủ này là khả năng chỉ có mấy ông già thôi, kiểu vơ vủng hay đánh kiểu vơ thực ra đánh cũng hay đi công đấy. Anh em mà không công vơ cũng công lại ngay, không hề đơn giản. Và những áp lực rất nhỏ tới game thủ Phán Văn Đoàn. Đoàn Văn Phán áp lực cực kỳ nhẹ nhàng, đơn giản, nhỏ xíu thôi. Vâng, hai game thủ chúng ta đang đấu solo cung RC như đánh với máy vậy. Đây rồi, những áp lực rất nhỏ nhưng không hiểu sao mà ăn được 3 dân ở chỗ này, rất tuyệt vời. BC đã có dân sóc ra rất đều, ruộng đề huề 5A. Vâng, 90.
Vâng, nếu như đây là cuộc chơi solo cùng đời Zidane với tỷ số là 4-3 thì tôi chắc chắn với các bạn có lẽ rằng là đây sẽ gặp đấu đánh đến đêm. Vâng, bo luôn cả đường đi vào nhà mình ạ. Chắc là anh đang bịp tôi. Bo như này thì đi đường nào vào đi để đi công bây giờ. À quên, mà thực ra anh cũng không hề có như vâng có nhu cầu muốn đi công. Timeline là 109. Vâng, đào vàng rồi. Gái rất khỏe. Vâng, bật nây trồ tới nơi game thủ Đoàn Văn Phán. Và dính thẳng quân vào. Giá quân của Phán cũng chẳng đông hơn. Nhưng mà vâng, nào cũng không chết và đang đánh rất chắc chảy. Anh cứ lùi hết vào cho chắc. Tính sau. Đẩy tên quân mới đẩy lên. Bảy trên 120. Anh gãi xong và anh chết. Chết như một con dê. 72 và 65 dân. Đào 1.500 vàng. Vâng, đào Vũ Hùng chết gõ 1 và tỷ số là 1-0 dành cho Phán Đoàn một trận đấu nhà anh Mắc Binh. Tội đến khâu lời. Không tin nổi. Vâng, không có bất kỳ một cái động thái gì trong việc gọi là đi móc máy đối phương. Không. Never. Đánh lên 4 và thua. Và quit. 1-0 dành cho Đoàn Văn Phán và chúng ta đến trận vợ 2.